Năm 1983, tôi được vinh dự đi ra Trường Sa. Lúc ấy đi 11 đảo, và các chiến sĩ 11 đảo đều yêu cầu nhạc sĩ hãy viết cho chúng tôi một bài về tình yêu ướt át vào. Chứ không, chúng tôi ở đây rất nhiều hạnh phúc rồi. Bản thân cuộc sống chúng tôi đã là hạnh phúc rồi. Cho nên chúng tôi cần có sự dịu dàng, mềm mại của tình yêu. Và lúc đó thì tôi nhìn ra bờ biển, thấy có một đôi nam nữ của đoàn văn công quân khu 3 đang giỡn trên sóng và đang vồ con còng gió. Thế thì cô bé mới vồ và chắc chắn rằng trong nắm cát này có con còng gió. Thì xòe ra, cát lúc ấy trong tay quý lắm. Cát trên tay em, rơi, 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 thành hạt nắng. Mất còng rồi, em rượt, bắt đền anh. Một cái tứ rất là hay cho bài hát. Và tôi bắt đầu triển khai viết bài hát. Và khi ôm đờn hát phục vụ các chiến sĩ, thì các chiến sĩ mới nói, chào con còng gió 80 kg. Lúc ấy tổ 80 kg cơ, chứ không phải 60 kg như bây giờ. Cái bài hát nó bắt đầu là như thế, rất là vui vẻ. La la la. Anh bắt được.